Rồi, xin chào tất cả mọi người. Mình đã quay trở lại đây. Thì ngày hôm nay mình sẽ giải đáp một câu hỏi hết sức là thú vị luôn. Thì có một vài người nhắn tin cho mình. Và mình cũng thấy câu hỏi này rất đúng với cái thời điểm hiện tại ngày nay. Cái câu hỏi đó là nuôi bồ câu có trở thành triệu phú được không? Một câu hỏi cực kỳ thú vị. Mình xin mạn phép được trao đổi. Đó là mọi người cũng có thể lên trên Google, mọi người search cái từ khóa là nuôi chim bồ câu, thì mọi người cũng có thể thấy là rất nhiều những cái sự việc, có rất nhiều những con người trở thành triệu phú bồ câu khi mà họ bắt đầu nuôi con này, và sau một vài năm thì họ bắt đầu trở thành triệu phú bồ câu. Triệu phú bồ câu ở đây mọi người phải hiểu rõ đó là cái lợi ích về kinh tế mà khi bắt đầu mình xây dựng cái mô hình này. Nên mình hay nói là cái công việc nuôi bồ câu thực ra đó là một cái công việc kiếm lại rất nhiều tiền nếu mà chúng ta biết cách kinh doanh. Đây là mình không phải nói đùa đâu mọi người nhé. Đây mọi người có thể thấy là đây là chim bồ câu Titan Thái siêu thịt ở trại mình. Mọi người xem video là mọi người đến tận trại cũng vậy. Lúc nào là trong chim bồ câu cũng có chim bồ câu ra ràng, nó đẻ liên tục. Thì mình đây mình phân tích cho mọi người để làm sao để có thể trở thành được triệu phú bồ câu nhé. Nuôi chim bồ câu để có nhiều tiền lời ấy, thì chắc chắn là con chim bồ câu nó phải đẻ nhiều. Thì cái con chim bồ câu ra ràng bán ra liên tục thì sẽ mọi người sẽ có lời đấy. Như những người khác nuôi chim bồ câu ta chẳng hạn, hoặc là nuôi những cái giống chim khác nó không hiệu quả, không chất lượng, thì một năm nó đẻ tầm khoảng mười mấy lứa thôi mọi người. Nhưng mà đối với cái dòng chim bồ câu Titan Thái này thì một năm mình ép nó đẻ tầm khoảng 30 lứa mà mọi người. 30 lứa có nghĩa là tăng gấp đôi so với những cái dòng chim bình thường khác. Và con chim bồ câu ra ràng khi mà bán ra cũng rất là chất lượng, và những cái nhà hàng thì họ săn đón. Nên là lời chính là lời ở đó mọi người ạ. Mọi người có thể thấy là ở trại mình này, chim là xuất đi liên tục luôn. Chim là những cái loại giống mà gần đẻ, hoặc là từ 2 đến 3 tháng mình xuất đi liên tục. Rất nhiều người tìm đến trại của mình để mua cái giống này. Mọi người có thể tham khảo xem ở những dưới những cái bình luận, hoặc là tìm hiểu trên kênh của mình, là sẽ biết được là cái mức độ tiêu thụ chim bồ câu Titan Thái siêu thịt này nó như thế nào. Mọi người thấy là mình hay nói là ở trại mình bao đầu ra. Đó là sự thật mọi người nhé. Ở trại mình bao đầu ra luôn. Có nghĩa là mọi người cứ nuôi chim bồ câu, rồi đến tháng thì sẽ chuyển chim bồ câu ra ràng cho trại mình, thì mình tiêu thụ. Nên mọi người không phải lo đầu ra là vậy. Muốn ký hợp đồng thì trại mình sẵn sàng ký hợp đồng mà. Hệ thống trại của mình sẵn sàng ký hợp đồng cho mọi người luôn. Cái đó là một sự hợp tác cùng nhau phát triển kinh tế và làm giàu mọi người ạ. Đến khi mọi người nuôi chắc tay thì mình sẵn sàng, mình sẽ trao đổi thêm cho các bạn kinh nghiệm về làm sao để chúng ta có thể nhân giống từ những con chim bồ câu đẻ ra mọi người nhé. Mình cũng có thể nhân giống được, nhưng mà đối với những cái con chim mà nó ưu tú ấy, và những cái con chim ưu tú như thế nào thì mọi người có thể lục lại video của mình có làm video rồi, mọi người có thể lựa lại. Đấy, mọi người thấy là chim bồ câu ra ràng ở trại mình mà nhìn to như chim bồ câu bố mẹ luôn. Chim bồ câu ra ràng mọi người ạ. Thì nuôi chim bồ câu thì khoảng 25 đến 30 ngày là mình đã có thể làm thịt được rồi. Thì một tháng thì chim đẻ thì cho là 2 lứa đi. Một tháng chim đẻ 2 lứa. Nhưng mà có rất nhiều những cái cặp chim mà một tháng đẻ 3 lứa mọi người nhé. Một tháng đẻ 3 lứa là có đấy. Tại vì ở hệ thống trại của mình là mình cho bằng máy ấp trứng hết nhé. Mình cho ấp bằng máy ấp trứng hết. Có một số những cặp mà nó ấp hiệu quả và chất lượng thì mình cho nó ấp. Còn đa số tất cả là ấp bằng máy ấp trứng hết. Và nhiệt độ, từ nhiệt độ đến độ ẩm bên trong là đều là rất là bài bản luôn. Và con chim để khi mà nó nở thì từ lúc mà bố mẹ chim một con bố mẹ đẻ quả trứng á, thì là tầm khoảng 18 ngày các bạn nhé. 17 đến 18 ngày là con chim bồ câu bắt đầu đẻ.
Thì con chim bồ câu ra ràng là nó không ăn cám mọi người nhé. Và bố mẹ nuôi hoàn toàn bằng sữa diều nhá. Hoàn toàn bằng sữa diều. Chứ chim bồ câu là không ăn cám. Chim bồ câu con không ăn cám nên là mình không phải tốn chi phí thức ăn cho con chim bồ câu ra ràng, mà chỉ phải tốn chi phí thức ăn để nuôi con cặp chim bố mẹ thôi. Và đặc biệt là trong lúc mà chim bồ câu ra ràng ấy, tầm khoảng 25 đến 30 ngày ấy, thì có đa số là chim bồ câu bố mẹ đẻ trên rổ đẻ lại hết rồi. Thì mọi người thấy là đẻ liên tục và mình xuất đi liên tục. Và hệ thống trại của mình là có hệ thống nhà hàng này, và mình cũng ký những cái sản phẩm cho những cái cửa hàng các bạn, cái cửa hàng bán thịt á. Và đầu ra thì họ rất là thích chim ở hệ thống trại của mình, kênh nông dân làm giàu của mình. Tại vì chim nó quá chất lượng mọi người ạ. Chim nó quá chất lượng luôn. Mình đây mọi người có thể thấy này, con chim bồ câu đây là mới được vài ngày tuổi thôi mà đã to này này. Đấy, diều của nó là lúc nào nó cũng căng phồng đấy. Chim bố mẹ chăm bằng sữa diều mà. Và đặc biệt có một cái nữa mà chim bồ câu titan nó hot nhất hiện nay, đó là khi mà mình cho bằng máy ấp trứng á, khi mà mình mang con ra cho chim bố mẹ nuôi là nuôi hết sức bình thường, nó không có mổ. Có những cái dòng chim khác là nó mổ chết con đó các bạn nhé. Nó mổ chứ không cho nuôi. Nhưng mà đối với cái dòng chim bồ câu titan thái siêu thịt này này thì nó nuôi con rất là dễ chịu và nuôi con rất là tốt luôn. Mọi người có thể đến trại của mình và chiêm ngưỡng nhé. Hệ thống trại của mình là nuôi theo cái mô hình chuẩn công nghiệp mọi người. Có nghĩa là phân theo cặp và nuôi theo ô nhé. Chứ mình không có khuyến khích nuôi quần thể đối với những cái chim bố mẹ sinh sản này. Mình cũng có một cái chuồng quần thể, nhưng mà để ghép những cái cặp bố mẹ nào mà nó hay đánh nhau á, mà số ít thôi, sau đó thả vài ngày nó tự bắt cặp thì mình bắt ra vào đây cho nó nuôi lại. Vậy nó mới chất lượng mọi người ạ. Nhiều người hỏi mình là chim bồ câu ta thì lẽ ra thịt phải ngon hơn chứ. Nhưng mà không phải mọi người. Chim bồ câu ta mọi người cũng hiểu một cách đơn giản đấy này, là cái giống của nó là chim nó đã nhỏ các bạn nhé. Chim của nó nhỏ và thịt nó hôi hơn chim bồ câu titan này, nên là ra thị trường người ta không có ưa chuộng là vậy. Thịt rất ít. Còn đối với chim bồ câu này, mọi người có một cái ưu điểm, đó là nó không có hôi cám mọi người nhé. Không có hôi cám, tại vì nó có ăn cám đâu. Chim bồ mẹ nó chăm bằng sữa diều. Và sữa diều là một cái loại dịch mà khi chim bố mẹ nó tiết ra ở trong diều nó trộn và nó chăm sóc, nó bón cho con ăn. Chứ không phải là chim bồ câu ra ràng là ăn cám nhé. Khi mà con chim bồ câu ra ràng mà nó đã ăn được cám rồi thì lúc đó bán rất là khó. Tại vì nó hôi mùi cám và nó xương của nó cứng á. Mà mình chế biến những cái món như là bồ câu nấu cháo á, thì xương nó cứng thì người ta không có thích ăn là vậy. Nên là chim bồ câu ra ràng ở trại mình nó rất là vừa. Và đặc biệt có một cái là đã ra ràng thì là phải trên 5 lạng hết mọi người. Chim bồ câu rất to luôn. Nên nhiều người đến trại mình họ thích thú là vậy. Và nuôi chim bồ câu hoàn toàn mình có thể trở thành triệu phú bồ câu được. Một năm. Bây giờ mình nuôi khoảng vài trăm đến 1.000 cặp đi. Như mình nói là nuôi 100 cặp là mình lời khi mà trừ hết chi phí là 6 triệu một tháng đấy. Thì mọi người cứ nhân lên cái số lượng mà người nuôi thì mọi người sẽ tính được cái đồng lời. Và đặc biệt trong cái bối cảnh Covid-19 này thì nuôi chim bồ câu nó, mọi người cứ than phiền là ảnh hưởng. Không có ảnh hưởng đâu mọi người ạ. Ở trại mình sẵn sàng bao đầu ra cho mọi người luôn. Chim bồ câu lúc nào người ta cũng ăn cả. Người ta không ăn ở nhà hàng thì người ta mua về nhà, người ta mua thịt sẵn về nhà, người ta nấu cháo hoặc là người ta chế những cái món. Và hy vọng mọi người ủng hộ khi mà xem video của mình nhé. Rồi xin chào tạm biệt mọi người.